Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các bạn thân mến, nói về quân sự thì nước ta chưa thể so sánh được với các cường quốc quân sự trên thế giới như là Nga, Mỹ hay Trung Quốc. Nhưng mới đây thì một bài báo trên trang Battle House đã cho biết, có một lực lượng quân sự của Việt Nam đã khiến cho Nga, Mỹ và Trung Quốc phải chú ý, thậm chí là e ngại. Để biết rõ hơn lực lượng này là lực lượng nào, thì mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết trên trang Trung Quốc có tiêu đề Bộ đội tinh nhuệ bí ẩn của Việt Nam từng ném bom hàng không mẫu hạm Mỹ, khiến cho Trung Quốc, Mỹ và Nga phải chú ý. Trong đó thì báo Trung Quốc đã viết như sau, có 3 quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay, đó là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Bất kể quy mô hay trình độ khoa học công nghệ, 3 quốc gia này đều thể hiện trình độ phát triển và ứng dụng vũ khí quân sự cao nhất của thế giới loài người. Chính vì sở hữu một thực lực mạnh như vậy nên sức mạnh quân sự của các quốc gia khác trên thế giới thường lép vế trước 3 quốc gia này. Tuy nhiên, vì cái gọi là kỹ nghệ có tính chuyên môn hóa, nên mặc dù sức mạnh quân sự tổng thể của nhiều quốc gia khó có thể so sánh được với 3 nước Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga, nhưng vẫn có một số nước nhỏ tiếp tục cố gắng phát triển theo hướng ưu tiên và không phổ biến và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Một ví dụ đó là Việt Nam, chắc chúng ta cũng biết sức mạnh và trình độ quân sự của Việt Nam là như thế nào. Ít nhất hiện nay lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam không đáng nói khi đối mặt với Trung Quốc, Mỹ và Nga. Tuy nhiên thì tại Việt Nam vẫn tồn tại một thế lực bí ẩn, khiến cho 3 nước lớn Trung Quốc, Mỹ, Nga phải chú ý. Lực lượng bí ẩn này đã đánh chìm hàng nghìn tàu chiến của Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Thậm chí một số thành viên của lực lượng này đã thành lập một đội đánh chìm thành công một tàu sân bay Hoa Kỳ. Có thể nói lực lượng này đã tấn công Hoa Kỳ, đạt được những thành tích tốt trong các trận đánh. Lực lượng này là lực lượng người nhái bí ẩn và uy tín nhất trong quân đội Việt Nam. Lực lượng này cũng đã khiến cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga hết sức coi trọng, thậm chí có chút e ngại. Nói đến binh lính người nhái thì nhiều quốc gia cũng có những quân đội tương tự, nhưng không có quân đội người nhái Việt Nam nào lại bí ẩn và nổi tiếng đến như vậy và đạt được những thành tích chiến đấu đáng kể. Đơn vị người nhái Việt Nam xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam, tiền thân của nó là Binh đoàn Công binh Hải quân 126. Ngay từ cái tên của nó thì bạn có thể biết các khía cạnh hoạt động chính của đơn vị này là trên biển và hải đảo. Tất nhiên bạn cũng có thể nhìn thấy được ở sông và hồ. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã đánh rất mạnh vào lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng người nhái này có tổ chức linh hoạt và có thể được phân bổ tại bất cứ lúc nào. Tùy theo nhiệm vụ chiến đấu, họ thường đi thuyền nhỏ, mặc đồ lặn đặc biệt và mang theo thiết bị lặn để tiếp cận mục tiêu dưới nước, sau đó tiêu diệt mục tiêu và cho nổ tung các cây cầu thông qua các cuộc phục kích dưới nước. Hoặc một loạt các hành động trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã làm nổ tung gần 1.000 tàu chiến và nhiều loại tàu khác nhau của Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam. Điều gây sốc hơn nữa là vào ngày 1 tháng 5 năm 1964, Bắc Việt đã lựa chọn 6 người lính người nhái để thành lập đội hình và mục tiêu của họ đó là tàu sân bay USNS các đang đóng tại quân cảng. Một cuộc hành quân đầy tham vọng và thận trọng, cả đội người nhái này đã lặn xuống cảng qua vùng biển sâu và đánh chìm thành công tàu USNS các. Theo phân tích, lý do tại sao bộ đội người nhái của Việt Nam có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy thì theo phân tích cuối cùng là sự huấn luyện nghiêm ngặt và ý chí ngoan cường của các chiến sĩ. Những người lính này đều được tuyển chọn từ những người lính ưu tú của quân đội Việt Nam. Phương pháp huấn luyện của họ khá đặc biệt, bao gồm ẩn nấp, bơi lội, huấn luyện dã ngoại, xoay cây chuối, thao tác trang bị trong môi trường tối tăm của biển sâu và nhiều hạng mục khắt khe khác như khả năng chịu lực trong nước. Nếu chỉ nhìn vào tên của các chương trình huấn luyện này thì bạn sẽ không thể thực sự cảm nhận được những gì mà người lính, người nhái này đã phải chịu đựng trong những bài kiểm tra dã man như thế nào, ví dụ như mang trọng lượng lớn trong nước. Những người nhái và binh lính này đã mang trọng lượng 200kg trong nước ngay ngày đầu tiên. Sau khi thích nghi và huấn luyện, sức chịu đựng của trọng lượng sẽ tăng lên 500kg và họ cần phải mang những vật nặng này để len lỏi dưới biển sâu. Ở độ sâu từ 20 đến 50 mét, việc huấn luyện là rất khắt khe. Một ví dụ khác là bài huấn luyện xoay người trồng cây chuối. Người lính, người nhái sẽ bị trói ngược trên bánh quay xe và sau đó thì toàn bộ cơ thể sẽ quay xoay theo bánh xe. Đôi khi là mỗi bài huấn luyện xoay người sẽ kéo dài vài giờ. Nếu không có tài năng đặc biệt và hệ thần kinh vững chắc và một ý chí mạnh mẽ thì chắc chắn không thể hoàn thành loại hình đào tạo này ở tất cả các nơi. Ngoài ra còn có những thứ khác như trốn trong sa mạc nóng bỏng, lẻn trong bóng tối và biển sâu và thực hiện huấn luyện bơi lội cường độ cao trong nước lạnh, thậm chí có thể bơi đến 2 ngày, 2 đêm. Có thể nói rằng, loại huấn luyện này là huấn luyện ma quỷ cực đoan. Mặc dù huấn luyện rất khắt khe và có rất ít lính đào tạo đủ tiêu chuẩn, nhưng Việt Nam vẫn luôn coi trọng việc đào tạo và phát triển đội quân người nhái vì tính năng vượt trội của nó trong chiến tranh. Mặc dù sức mạnh quân sự tổng thể của Việt Nam không mạnh, nhưng khả năng tác chiến của binh lính, người nhái của Việt Nam là rất mạnh và không nên đánh giá thấp.
Theo các quân nhân Trung Quốc, trong các vụ tranh chấp biển đảo ở Biển Đông thì người nhái Việt Nam thường xuyên xuất hiện. Theo các cán bộ của Bộ Ngoại giao, một tàu quan chức của Trung Quốc đã từng phát hiện một người lính, người nhái do Việt Nam cử đến, và người này chỉ cách tàu Trung Quốc có 5 mét. Có thể thấy những người lính, người nhái này quả thực là phi thường. Trước sự bí ẩn và sức mạnh của bộ đội Việt Nam, các nước đều rất coi trọng đội lính người nhái của Việt Nam. Ngay cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga cũng không dám coi thường lực lượng này. Nga và Hoa Kỳ đã phát triển vũ khí, trang bị tối tân để đối phó với tình huống này. Đất nước của tôi cũng đã mua vũ khí liên quan từ Nga, đồng thời tiến hành các cải cách, nâng cấp có mục tiêu và đồng thời phát triển thành công súng phóng lựu tự động mạnh mẽ. Có thể nói, Việt Nam là một quốc gia yếu kém về quân sự, không có gì đáng khen ngợi trong việc xây dựng quân đội nói chung. Nhưng riêng đội quân người nhái của Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của tất cả các nước trên thế giới các bạn thân mến. Có thể thấy rằng, mặc dù Trung Quốc không đánh giá cao sức mạnh quân sự tổng thể của nước ta, nhưng họ lại đặc biệt coi trọng sự nguy hiểm của lực lượng người nhái, đặc biệt là trong các cuộc tranh chấp trên Biển Đông như báo Trung Quốc đã nói. Quân nhân nước này đã từng nhìn thấy người nhái Việt Nam xuất hiện chỉ cách tàu Trung Quốc có 5 mét, đến mức mà tác giả bài báo phải thốt lên rằng, lính người nhái Việt Nam quả thực là phi thường. Vì lo sợ trước sức mạnh người nhái của Việt Nam thì Trung Quốc đã phải mua những loại vũ khí để chống lại lực lượng này, sau đó sẽ tiến hành sao chép để trang bị đại trà cho hải quân. Theo thời báo quốc phòng của Trung Quốc, thì loại súng chống người nhái nói trên được xác định là cảnh sát A1 do tập đoàn công nghiệp phương Bắc Nojinko của Trung Quốc sản xuất. Nó được trình làng lần đầu tiên vào tại triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc vào năm 2014. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc khi đó đã lên tiếng dọa dẫm, nhấn mạnh rằng cảnh sát A1 sẽ là thứ vũ khí làm khiếp sợ những nước có ý đồ gây rắc rối với Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo nhà sản xuất Nojinko, cảnh sát A1 có thể được lắp đặt trên hầu hết các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc. Một hệ thống cảnh sát A1 hoàn chỉnh sẽ gồm 10 ống phóng và thiết bị điều khiển. Cảnh sát A1 có thể bắn được loại đạn đạn mang đầu nổ he cỡ tầm 55 ly và tầm bắn tối đa khoảng 500 mét. Loại đầu đạn này khi được bắn xuống nước có thể tạo ra một vụ nổ và có thể làm bị thương, thậm chí giết chết người nhái nằm trong bán kính nổ của nó. Nhà sản xuất Trung Quốc từ chối cho biết quá trình phát triển cảnh sát A1 mà chỉ nói rằng nó đã được thiết kế trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên, dựa theo hình dáng bên ngoài và cơ chế hoạt động thì người ta đã nói rằng cảnh sát A1 là một bản sao hoàn hảo của hệ thống phóng lựu người nhái DP-65 do Nga chế tạo. DP-65 được phát triển và sản xuất bởi nhà máy và Antige của Nga kể từ năm 1991 và hệ thống này được triển khai trên tàu chiến và các công trình phòng thủ ven biển nhằm chống lại sự xâm nhập của người nhái ven biển. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.